Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm món tôm rang xả ớt. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đi ướp tôm. Đây là 30.000 tôm mình đã rửa sạch sẽ rồi. Ta cho vô đi một chút đường, một chút bột nêm, một chút muối, một chút tiêu, một chút bột ngọt. Bây giờ ta bắt đầu đảo lên. Trong khi mình ướp tôm mình đi thái xả. Bây giờ ta đi nấu cơm luôn. Trong khi chờ tôi ướp tôm ta đi nấu cơm. Bây giờ thì mình bắt đầu thái ớt. Bây giờ ta đi băm xả. Các bạn ơi, mình làm như vậy này, đó nó không có văng. Không có băng xả mà nó lại ngon nữa, nó lại mau nữa. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ tôm của ta ướp đã được một tiếng rồi. Ta bắt đầu bỏ tôm ở đây để xào cho hết cái nước hôi. Ta bỏ vô ta rang cho hết cái nước hôi. Và ta cũng bắt đầu đi bật bếp để ta luộc rau. Bây giờ tôm của mình đã khô hết nước rồi. Ta bắt đầu đi rang tỏi ớt, rang xả ớt. Bây giờ bắt đầu đổ dầu vào trong này, trong cái chảo này. Bây giờ cái chảo dầu của ta nóng rồi, ta bắt đầu đi phi xả xả với ớt. Mình để lửa nhỏ thôi các bạn ạ. À, để lửa to là dễ cháy lắm. Bây
Bây giờ xào của ta đã vàng rồi, ta bắt đầu đổ tôm vào. Mình thì mình rang tôm á, mình không có bỏ nước mắm đâu, mình chỉ bỏ muối thôi. Muối nó giòn và nó lại thơm á các bạn ạ. Bây giờ thì cái chảo tôm của ta được rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ ta bắt đầu đi ăn cơm. Bây giờ mình múc tôm ở cái dĩa này các bạn ạ. Các bạn và các cháu ơi, vậy là ta đã có một dĩa tôm rất là ngon. Dĩa tôm này mình mua 30.000. Rất là thơm. Tại vì mình rang sả với ớt á, nó thơm lắm, nó rất là hợp với tôm. Bây giờ ta bắt đầu đi ăn cơm. Yeah.
bạn và các cháu ơi, như vậy là ta đã có một dĩa tôm rim tỏi ớt rất là ngon. Tôm rim tỏi ớt cũng được, mà tôm rang tỏi ớt cũng được. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.